ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có ai, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi này. Vâng, quý vị và các bạn vừa xem một tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ dân vũ xã Đại Hưng, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều điều